Phật giáo ngày nay xa rời con người rất xa. Bước vào cửa chùa, ở trong đó thấy đủ thứ nghi thức, nào là thắp hương, vái lạy, đủ thứ pháp hội, vừa thần bí vừa không có bất cứ quan hệ nào với đời sống. Nhưng thầy nói Phật giáo là giáo dục, vậy họ nên tiếp nhận giáo dục Phật pháp ở đâu? Kinh điển. Thầy của tôi, thầy Phương Đông Mỹ bảo tôi, lúc đó tôi mới vừa tiếp xúc Phật giáo, thầy liền bảo tôi, thầy nói không nên đi đến chùa chiền, không nên đi tìm hòa thượng. Tôi nói vì làm sao học Phật pháp? Thầy nói anh cứ tìm trong kinh điển, Phật giáo ở trong kinh điển. Về hình thức nó đã biến chất rồi, nó đúng là tôn giáo, mà không thể không thừa nhận nó là tôn giáo, đích thực là tôn giáo. Giáo dục ở trong kinh điển, kinh điển không phải tôn giáo, nó là sách giáo khoa. Phật Thích Ca Mâu Ni năm ấy dạy học giáo hóa chúng sanh, những điều này được ghi chép lại làm giáo trình. Năm ấy khi Ngài dạy học giống như Khổng Tử vậy, không có sách giáo khoa, không có giáo trình, cũng không hề ghi chép. Mà sau khi Ngài nhập diệt thì các đệ tử mới sắp xếp đó lại từ trong trí nhớ của mình, giống như Khổng Tử vậy, là người đời sau ghi chép lại và lưu truyền đến ngày nay. Cho nên bạn muốn xem bộ mặt thật của Phật giáo thì tìm ở đâu vậy? Là ở trong kinh điển. Phật pháp đích thực ở đó sao? Nhưng ở trong kinh điển. Nhưng trước đây người xuất gia ở trong tự miếu hàng ngày luôn nghiên cứu kinh điển, hàng ngày học theo kinh điển, từ độ độ tha mỗi ngày đều đem kinh điển đi giao lưu, thế thì được. Nhưng ngày nay họ không học nữa. Thế tiến sĩ Thác Ân Tị nói, cứu vãn nhân loại vào thế kỷ 21 đạt đến trạng thái hài hòa phải dựa vào Phật pháp đại thừa. Vậy thì muốn tìm Phật pháp đại thừa này cũng phải tìm trong kinh điển Phật giáo sao? Đúng, đúng vậy. Đó, hình thức của Phật giáo hiện nay có thể cứu được thế giới không? Tôi tin rằng các bạn cũng xem qua rất nhiều tư liệu, cũng đã tiếp xúc rất nhiều người xuất gia, họ có thể cứu thế giới không? Còn như Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh của Nho Gia có thể cứu thế giới không? Tôi đã nhắc đến vấn đề này rồi, là không thể. Vì lời của Ngài Thất Ân Tị nói có sai không? Tôi thấy không hề sai. Nói kinh điển Đại Thừa giống như cây cối vậy, là hoa quả của Phật giáo. Nói Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh là hoa quả của Nho Gia. Vì cái gì mới có thể cứu được? Là gốc mới có thể cứu. Gốc là cái còn sống. Bạn hái một nhánh, một quả này xuống, các hoa xuống cắm vào bình chỉ vài ngày là khô héo rồi, vì không có gốc. Điều này cần phải hiểu. Tôi nói lời ông ta không hề sai. Cần cái gốc của Phật pháp, cái gốc của Nho Gia. Xin thỉnh giáo thầy, cái gốc của đạo Khổng Mạnh là gì? Cái gốc của Khổng Mạnh là hiếu đệ. Là hiếu đệ. Nhưng cái hiếu đệ đó biểu hiện trong đời sống thường ngày chính là đệ tử quy. Tinh thần của nó là hiếu đệ. Tất cả những gì trong đệ tử quy nói đều không rời hai chữ hiếu đệ này. Hiếu là gì vậy? Là đối với cha mẹ. Đệ là gì vậy? Là đối với kẻ ngang tàn. Bạn biết cách đối xử với cha mẹ, với người lớn như thế nào? Biết cách đối xử với người ngang hàng ra sao? Tâm thương yêu chân thành đó thì còn gì để nói nữa? Vấn đề gì cũng có thể giải quyết rồi. Cái gốc của Phật pháp đại thừa là thập thiện nghiệp đạo, là kinh thập thiện nghiệp đạo. Nhưng đó là cái gốc của đại thừa. Cho nên bạn không nên đi tìm những cái cao sâu trong kinh điển đó. Những thứ đó bạn làm không nổi đâu. Chỉ là huyền học, phiếm luận mà thôi. Bạn không có gốc. Cho nên nhất định phải bắt đầu từ gốc, phải cứu từ gốc, sau đó mới có cành lá hoa trái. Tôi thấy thầy đưa ra hai cái gốc, đó là cái gốc của Nho Gia và Phật pháp đại thừa, đều là trực tiếp chỉ đạo đời sống cặn kẽ nhất cho mọi người. Nhưng đúng vậy, nó không phải hình thái của ý thức chứ? Không phải, không phải, là đời sống thực tế. Mỗi một ý niệm di tế của con người, thậm chí là một lời chào hỏi, ở trong đó đều có quy củ rõ ràng. Nhưng còn có một cái gốc nữa, là của đạo gia, là cảm ứng thiên. Là của đạo gia, là cảm ứng thiên, là thế thượng cảm ứng thiên của đạo gia. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, từ người có học đến người bình dân, đều được bồi dưỡng bởi ba cái gốc này. Cho nên quốc gia này
mới thái bình dài lâu. Hoàng đế làm hay. Hài hòa cứu giãn nguy cơ.